Nhằm quyết liệt bảo vệ các ao hồ, những lá phổi xanh trong các khu dân cư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa công bố danh mục hơn 1.000 ao hồ không được phép san lấp. Theo quyết định số 1.421 ngày 16 tháng 6 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phê duyệt và công bố danh mục 1.063 ao hồ đầm trên địa bàn tỉnh với diện tích gần 880 ha không được phép san lấp, trong đó có 675 ao hồ đầm thuộc nhóm 1 cần được bảo vệ chặt chẽ với diện tích gần 765 ha. Các địa phương có nhiều ao hồ cần được bảo vệ là huyện Ân Thi, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Giang đều còn trên 100 ao hồ. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng quy định rõ trách nhiệm của các sở ngành, chính quyền địa phương, các cấp trong việc quản lý bảo vệ các ao hồ trong danh mục không được san lấp. Các ao hồ trong danh mục này được ưu tiên xem xét xây dựng bờ kè bảo vệ nạo vét đáy. Việc khai thác sử dụng vào các mục đích vui chơi giải trí, nuôi trồng thủy sản, du lịch phải được cấp có thẩm quyền cho phép. Cộng đồng dân cư không được san lấp, lấn chiếm trái phép ao hồ đầm sử dụng cho mục đích cá nhân. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.